Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 11 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 12 âm lịch, ngày Giáp Tý, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tý, Lục Hợp Sửu, Tam Hợp Thìn và Thân Thành Thủy Cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Đông Bắc và hướng Đông Nam. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi lập tài tìm tới trong ngày thứ 3 này sẽ là các tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 11 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, chính ấn xuất hiện giúp cho người tuổi Tý thêm phần tự tin và quyết tâm khi thực hiện các kế hoạch của bản thân trong ngày. Bạn đang cho thấy năng lực làm việc độc lập và khả năng xoay sở khéo léo trong mọi hoàn cảnh. Sự kết nối tại nơi làm việc của người tuổi Tý cũng khá tốt. Bạn biết cách hợp tác với đồng nghiệp để cải thiện hiệu suất làm việc chung, giúp công việc của tập thể tiến triển ổn thỏa. Cấp trên cũng tỏ rõ sự hài lòng về phương pháp làm việc cũng như thái độ của bạn. Ngày thủy khí vượng có thể gây ra một vài triệu chứng sức khỏe khó chịu cho con giáp này. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn quá mải mê với công việc mà quên chăm sóc sức khỏe của bản thân. Chỉ cần bạn chú ý phân chia thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý thì tình trạng này sẽ sớm kết thúc. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim thêm phần tự tin và quyết tâm khi thực hiện kế hoạch. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy có năng lực làm việc độc lập và khả năng xoay sở khéo léo. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa biết cách kết nối, hợp tác với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ nhận được sự hài lòng của cấp trên về thái độ làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc nên cân bằng thời gian nghỉ ngơi và làm việc hợp lý hơn. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương đen, trắng, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, lục hợp độ mệnh báo hiệu vận quý nhân của người tuổi Sửu trong ngày thứ 3 này rất vượng. Bạn đi đâu làm gì cũng luôn có người giúp đỡ, chỉ bảo tận tình để sớm hoàn thành công việc và đạt được kết quả tốt. Chẳng những công việc mà đường tài lộc của những chú trâu cũng khởi sắc rực rỡ khi được chính tài chiếu mệnh. Con giáp này có thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nên các khoản lương thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh. Người theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có nhiều đơn hàng hơn trong dịp Tết Nguyên đán cận kề trước mắt. Thủy thổ xung khắc lại làm giảm bớt niềm vui trong ngày của người tuổi Sửu, khiến cho mâu thuẫn vợ chồng đôi lứa trở nên sâu sắc. Cả bạn và người ấy đều có xu hướng chuyện bé xé ra to. Tâm lý hơn thua sẽ càng chỉ đẩy mối quan hệ của hai bạn tới bờ vực sụp đổ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim vượng vận quý nhân đi đâu làm gì cũng sẽ được giúp đỡ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy được chỉ bảo tận tình để sớm hoàn thành công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa tài lộc khởi sắc rực rỡ nhờ thái độ làm việc nghiêm túc. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ người kinh doanh có nhiều đơn hàng đổ về, lợi nhuận dư giả. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc mâu thuẫn vợ chồng đôi lứa trở nên sâu sắc hơn. Con số may mắn 8, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương vàng, xám, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tỷ kiến giúp cho người tuổi Dần thêm phần quyết đoán khi đứng trước các lựa chọn quan trọng có thể ảnh hưởng tới tương lai của bạn trong ngày. Bạn biết mình cần phải làm gì để phát triển tốt nhất và sẽ đưa ra được quyết định phù hợp. Để có thể đi tới quyết định này, bạn sẽ phải trải qua nhiều lần trăn trở cũng như tham khảo ý kiến của nhiều người, hoàn toàn không phải lựa chọn nhất thời nông nổi. Thủy sinh mộc giúp cho chuyện tình cảm của những chú hổ khá êm đềm, bạn cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi luôn có nửa kia bên cạnh giúp đỡ những lúc khó khăn. Chính sự động viên và tin tưởng của người ấy sẽ giúp bạn thêm tự tin với những quyết định của mình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy thêm phần quyết đoán khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa biết mình cần làm gì để phát triển tốt nhất. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ quyết định đưa ra đã qua nhiều lần suy nghĩ và trăn trở. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc thẳng thắn đối mặt và sẵn sàng cho mọi thứ xảy đến. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được nửa kia tin tưởng. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ,
màu sắc cát tường, xanh rêu, trắng, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, cục diện tương hình xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão có thể là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực trong đầu con giáp này. Bản mệnh bỗng đánh mất sự tự tin thường ngày, lo lắng quá nhiều cho những việc còn chưa xảy đến, chẳng còn tâm trí để tập trung làm việc. Kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền của người tuổi Mão trong ngày thứ ba này. Có thể là do đầu óc trên mây nên bạn dễ gây ra sai sót đáng tiếc, buộc phải bỏ tiền túi ra để khắc phục hậu quả. Cũng có thể là do bạn quá cả tin nên để người khác có cơ hội lợi dụng hay lừa gạt tiền bạc. Dù có ngũ hành tương sinh hỗ trợ mang tới những mối nhân duyên bất ngờ, nhưng có vẻ bạn cũng không mấy mặn mà với những đối tượng tiếp cận mình trong hôm nay vì còn phải bận rộn giải quyết mớ rắc rối phải gặp phải. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy có nhiều suy nghĩ tiêu cực, đánh mất sự tự tin. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa chưa quá lo lắng cho những việc còn chưa xảy đến. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ có nguy cơ mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc chưa cả tin để người khác có cơ hội lừa gạt tiền bạc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim nhân duyên rộng mở nhưng chưa sẵn sàng tiếp nhận. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, đen, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, nhờ có tam hợp thái tuế che chở, người tuổi Thìn gặp được nhiều may mắn ở các phương diện, công việc trong ngày cát khí lan tràn được giải quyết sớm hơn cả dự kiến. Con giáp này có thể sẽ được trao thêm trọng trách để khẳng định năng lực. Thiên tài còn mang tới niềm vui cho những chú rồng ở phương diện tài chính. Những khoản tiền thưởng, tiền lãi đổ về túi trong hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Cứ đà này thì tới Tết Nguyên đán bạn sẽ có một khoản không hề nhỏ để thả hủ mua sắm. Chuyện tình cảm cũng không có gì phải lo lắng, đôi lứa bên nhau luôn nhường nhịn, quan tâm lẫn nhau nên các mối quan hệ khá tốt đẹp và ngọt ngào. Người độc thân dù vẫn chưa tìm được một nửa đồng hành nhưng cũng không vì thế mà suy nghĩ quá nhiều. Thay vì vội vàng gượng ép, bạn càng tin vào thứ gọi là duyên phận hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, công việc được giải quyết sớm hơn cả dự kiến. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, có tinh thần hăng hái và sẵn bản lĩnh đương đầu khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có thể được trao thêm trọng trách để khẳng định năng lực. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nhận được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bỏ ra. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, chuyện tình cảm không có gì phải lo lắng. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thực thân xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ mang tới nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu cho những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Những mối làm ăn mà bạn xây dựng trước đó vẫn đang tiến triển khá tốt đẹp. Đôi bên có sự tin tưởng lẫn nhau nên việc hợp tác khá suôn sẻ, lợi nhuận tăng tiến đều đều. Với người làm công ăn lương, tuy tiền bạc không xuất hiện ngay trong hôm nay nhưng vẫn được tích lũy nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực hết mình của bạn. Thủy hỏa xung khắc lại gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình của người tuổi này. Có thể thời gian qua bạn quá mải mê với công việc nên thiếu thời gian quan tâm tới nửa kia, khiến cho người ấy suy nghĩ miên man rồi ghen bóng ghen gió. Có việc gì hãy chia sẻ cụ thể với nhau để không gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, các mối làm ăn xây dựng trước đó vẫn tiến triển tốt đẹp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, việc hợp tác suôn sẻ, lợi nhuận tăng tiến đều đều. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tiền bạc tích lũy nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tình cảm gia đình có dấu hiệu rạn nứt do thiếu quan tâm. Con số may mắn 6, 3, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Ngọ, ngay Tí Ngọ tương xung, người tuổi Ngọ có thể phải chịu sự cạnh tranh đấu đá không lành mạnh chốn công sở. Cơ hội chỉ có một nên ai cũng muốn giành lấy, chẳng ai muốn thua kém. Kẻ tiểu nhân cũng sẽ nhân dịp này để gây bất lợi cho bạn nhằm chiếm đoạt lợi thế. Hãy có tâm lý đề phòng, chớ nên nghe theo những lời ngọt ngọt dụ dỗ. Ngũ hành xung khắc cũng gây nên không ít sóng gió cho chuyện tình duyên của người tuổi này. Người độc thân khó tìm được người ưng ý, dù thời gian này bạn cũng trải qua một vài mối quan hệ chấp nhoáng. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng như mong muốn, bạn cũng dần cảm thấy chán nản với những cuộc tình chẳng đi đến đâu như vậy. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim có thể phải chịu cạnh tranh đấu đá không lành mạnh. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy đề phòng tiểu nhân gây bất lợi để chiếm đoạt lợi thế. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa nếu không đủ tỉnh táo và sáng suốt
sẽ rất dễ nhận cái kết đắng. Từ vì tuổi Canh Ngọ, Thổ phải luôn có lòng đề phòng, nhất là những lời ngon tiếng ngọt. Từ vì tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tinh duyên nhiều sóng gió, khó tìm được nửa ưng ý. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tương, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. Từ vì tuổi Mùi, thứ ba này chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Mùi dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở bạn hoàn thành công việc. Lời khuyên dành cho bạn là hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn khi kẻ đó nghĩ tới đủ mọi cách quấy phá bạn thì đối phương cũng chẳng có thời gian mà làm việc. Kết quả cuối cùng sẽ chứng tỏ ai mới là người đáng tin cậy. Thủy thổ tương xung có thể khiến cho đôi lứa hiểu lầm nhau dẫn đến cãi vã, xung đột. Cả hai nên ngồi lại với nhau và trò chuyện để cùng tìm cách giải quyết thay vì cứ hễ giận dỗi là lại chiến tranh lạnh, chẳng ai nói với nhau câu nào. Tình trạng đó kéo dài chỉ càng khiến cho hai bạn trở nên xa nhau hơn mà thôi. Từ vì tuổi Ất Mùi, Kim dễ bị tiểu nhân quấy phá, cản trở hoàn thành công việc. Từ vì tuổi Đinh Mùi, Thủy có thể không kịp chuẩn bị để đối phó với tiểu nhân. Từ vì tuổi Kỷ Mùi, Hòa hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình cho tới cùng. Từ vì tuổi Tân Mùi, Thổ đôi lứa dễ hiểu nhầm nhau dẫn đến cãi vã, xung đột. Từ vì tuổi Quý Mùi, Mộc nên ngồi trò chuyện thay vì chiến tranh lạnh liên miên. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tương, ghi, nâu, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Từ vì tuổi Thân, có tam hợp thái tuế nâng đỡ, vận trình công việc sự nghiệp của người tuổi Thân khá hanh thông, tiến triển theo đúng lộ trình đã đề ra. Năng lực làm việc của bản mệnh ngày càng được mọi người công nhận bởi sự nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt vấn đề nhanh chóng. Tuy nhiên, yếu điểm của con giáp này chính là đôi khi quá nhanh nhẩu đoàng, không kiểm tra lại kỹ càng nên rất dễ gây ra sai sót ở phút chót. Bạn nên tìm cách khắc phục điều này càng sớm càng tốt. Đường tinh duyên cũng nhờ cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều đối tượng mới, mở rộng mối quan hệ xã giao và nâng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình. Người đã có đôi có cặp thì tình cảm cũng sâu sắc hơn khi đôi bên đã biết quan tâm và chia sẻ với nhau. Từ vì tuổi Giáp Thân, Thủy, sự nghiệp hành thông tiến triển theo đúng lộ trình. Từ vì tuổi Bình Thân, Hòa biết nắm bắt thời cơ nên học hỏi được thêm kiến thức bổ ích. Từ vì tuổi Mậu Thân, Thổ, năng lực làm việc ngày càng được mọi người công nhận. Từ vì tuổi Canh Thân, Mộc nên sớm khắc phục cái tính nhanh nhẩu đoàng của mình. Từ vì tuổi Nhâm Thân, Kim, đương tinh duyên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tương, vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Từ vì tuổi Dậu, một vài tình huống phát sinh bất ngờ trong công việc hôm nay có thể khơi mào tranh cãi, xung đột giữa người tuổi Dậu và đồng nghiệp. Cục diện tương xung khiến cho đôi bên không có được tiếng nói chung về cách xử lý tình huống phát sinh. Đây cũng là lý do khiến cho tiến độ bị giảm đi đáng kể, không khí làm việc căng thẳng, bức bối. Tài chính trong hôm nay cũng không có dấu hiệu cải thiện nào đáng nói. Do tính chất công việc của bạn cũng khá ổn định, không mang tới nguồn thu bất ngờ. Vì thế, nếu muốn cải thiện thu nhập thì bản mệnh nên kinh doanh buôn bán thêm, kiếm nghề phụ để làm thì mới không phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Kim sinh xuất cho Thủy khiến cho chuyện tình cảm của con giáp này vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ tuổi Dậu vẫn thích cuộc sống độc thân, có bạn bè quan tâm chia sẻ nên chẳng để tâm mấy tới tình yêu. Với tâm lý có cũng được, không có cũng chẳng sao nên vẫn chưa nghiêm túc với ai cả. Từ vì tuổi Ất Dậu, Thủy dễ có tranh cãi xung đột giữa đồng nghiệp và cấp trên. Từ vì tuổi Đinh Dậu, Hòa không có tiếng nói chung khi tìm cách xử lý tình huống phát sinh. Từ vì tuổi Kỷ Dậu, Thổ tiến độ công việc giảm sút, không khí làm việc căng thẳng. Từ vì tuổi Tân Dậu, Mộc nên kinh doanh buôn bán thêm để cải thiện thu nhập. Từ vì tuổi Quý Dậu, Kim chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tương, bạc, xám, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Tuất. Từ vì tuổi Tuất, người tuổi Tuất theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày bội thu, khách hàng ra vào nườm nượp nhờ thiên tài trợ mệnh. Vận may đến khiến cho con giáp này cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn rất nhiều. Nhưng cũng đừng vui mừng quá mà tiêu pha quá đà, kẻo không kiểm soát lại háo hụt nhanh chóng. Hãy sử dụng tiền bạc một cách có kế hoạch và hợp lý hơn. Hôm nay cũng là một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, bạn giải quyết nhiệm vụ khá nhanh và trọn vẹn. Bản mệnh cũng thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao với những việc mà cấp trên giao phó. Tuy nhiên, đường tinh duyên lại không được như mong đợi.
sự xuất hiện của người thứ ba khiến không ít các cặp đôi đối mặt với sóng gió. Nếu bản mệnh còn băn khoăn hay hoài nghi thì nên trao đổi thẳng thắn với nửa kia của mình. Càng để lâu thì tâm trạng của người tuổi này sẽ càng rối ren hơn mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, có một ngày bội thu, khách hàng ra vào nườm nượp. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, vận may giúp cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn rất nhiều. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tránh tiêu pha quá đà, kẻo tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, giải quyết nhiệm vụ khá nhanh và trọn vẹn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, các cặp đôi đối mặt với sóng gió do người thứ ba gây ra. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường nâu, đỏ, quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi tuổi Hợi, tử vi hàng ngày dự báo thứ ba này sẽ là một ngày làm việc khá hanh thông, thuận lợi với người tuổi Hợi nhờ có thiên ấn soi đường. Mọi việc đều tiến triển đúng như kế hoạch, công việc ổn định, học hành thi cử đạt kết quả tốt, các mối quan hệ xã giao cũng hài hòa. Có thể nói đây là một ngày phù hợp để con giáp này lên kế hoạch cho tương lai. Tài lộc trong ngày nhìn chung là không có nhiều biến động, thu chi giữ ở mức trung bình. Các khoản thu không tăng nhưng cũng không bị giảm đi nên chuyện chi tiêu hàng ngày của con giáp này không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu muốn cải thiện thu nhập thì mệnh chủ vẫn cần làm thêm các công việc bên ngoài. Tình hình sức khỏe của con giáp này tương đối ổn định nhưng vẫn nên chú trọng bồi dưỡng vì nền tảng thể lực không được tốt cho lắm. Tốt nhất, trong ngày thủy vượng như hôm nay, dù bận rộn tới đâu thì bản mệnh cũng đừng quên luyện tập thể dục, tăng cường sức đề kháng. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, mọi việc đều tiến triển đúng như kế hoạch, công việc ổn định. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, học hành thi cử đạt kết quả tốt, quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, tài lộc không có nhiều biến động, thu chi ở mức trung bình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, vẫn cần làm thêm công việc khác để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nên chú trọng bồi dưỡng nền tảng thể lực. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xanh da trời, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó là các tuổi Thìn, tuổi Dần hay tuổi Thân. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất? Đó có thể là con giáp tuổi Mùi, con giáp tuổi Dậu hay con giáp tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!